thưa quý vị chỉ vì mâu thuẫn nợ nần một người đàn ông ở phú yên đã ra tay sát hại con nợ và bỏ trốn tuy nhiên sau hơn 3 ngày đêm lẩn trốn trong căn nhà hoang rồi mò ra một miếu thờ để lấy bánh ngọt trái cây nước uống để giải tỏa đói khát nhưng do không chịu nổi mũi đốt hung thủ đã ra đầu thú tại cơ quan chức năng Thượng tá Trần Khắc Quang, trưởng công an thị xã Đông Hòa Phú Yên cho biết, sau hơn 3 ngày đêm lẩn trốn, Nguyễn Văn Thân sinh năm 1978 trú ở khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, nghi can gây án sát hại người trong đêm ngày 8 tháng 2 đã ra đầu thú. Theo thông tin ban đầu, 23 giờ đêm ngày 8 tháng 2, Nguyễn Văn Thân điện thoại nhắn tin yêu cầu Trương Công Thử, sinh năm 1986 trú ở khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa trả tiền nợ. Nửa giờ sau đó, Thử rời cuộc nhậu, rủ thêm Trương Tấn Huy sinh năm 1997 và Nguyễn Đồng Dương sinh năm 1988 cùng chú khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa đến nhà thân để nói chuyện. Sau vài phút lớn tiếng cãi vã và xô xát, thân cầm hung khí sát hại thử. Nghe động, Dương từ bên ngoài chạy vào can ngăn cũng bị thân ra tay gây thương tích vào mặt. Dù được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu nhưng thử tử vong, Huy đang tiếp tục được điều trị. Sau khi xảy ra sự việc, thân đã bỏ trốn. Theo Trung tá Phan Tiến Lực, trưởng Công an Phường Hòa Hiệp Nam, sau khi gây án, Nguyễn Văn Thân lẩn trốn trong căn nhà hoang ở địa phương, chờ đến đêm tối mới lần mò vào một ngôi miếu ở gần đó lấy trái cây, bánh ngọt, nước uống của người dân cúng tế để giải tỏa đói khát. Tuy nhiên, do không chịu nổi mối nốt nên đêm 11 tháng 2, đối tượng này lẻn về nhà thờ Họ Nguyễn ở khu phố Thọ Lâm, Phường Hòa Hiệp Nam rồi nhờ người thân liên lạc với công an. Ngay sau khi nhận được thông tin, tổ công tác của công an phường Hòa Hiệp Nam đã đến nhà thờ họ Nguyễn dẫn giải Nguyễn Văn Thân, đồng thời làm thủ tục chuyển giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Yên trong buổi trưa 12 tháng 2. Chỉ vì một chút mâu thuẫn nợ nần mà thân ra tay tức đoạt mạng sống của một người để giờ đây đối diện với vòng lao lý. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ có bản án đích đáng, nghiêm khắc dành cho kẻ này để làm gương và kịp thời giáo dục gian đe, phòng ngừa tội phạm chung.